À, em hỏi một câu rất là hay tại thời điểm này. Dạ, anh sẽ báo cho em và tất cả mọi người về chiếc Fu và chiếc Vision mà thấy hết hồn luôn nè. Chỉ riêng Mr. Tên thôi nha. Nếu thấy hay nhớ follow và chia sẻ. Vision tiêu chuẩn 35 dít. Vision cao cấp 38 dít. Vision đặc biệt 39 dít. Vision cá tính 40 dít. Fu bánh căm 33 dít. Phu bánh mâm không phân biệt màu gì hết, tất cả các màu 34,5 dít. Được chưa? Giá này là chỉ ở chỗ Mr. Tin thôi nha, gần như bằng giá đề xuất rồi nha. Cần tư vấn nhấn vào đây có số điện thoại Mr. Tin, địa chỉ kinh doanh Mr. Tin ở đây, liên hệ gấp đi nha, không mấy hết xe đó. Trả góp thì lấy 30% nhân giá trị xe ra số tiền phải trả trước hạn nha. Nếu thấy hay nhớ follow và chia sẻ cho Mr. Tin. Ok, thấy đăng ký Mr. Tin là thấy hiệu quả chưa? Ok ha. Ok, hôm nay lại là đầu tuần thì Mr. Tin sẽ gửi đến anh em giá trong tuần này nha. Vào thứ hai và thứ ba hàng tuần Mr. Tin sẽ báo giá tất cả các xe trong đại lý cho anh em biết ha. Vì vậy nhớ follow và chia sẻ cho Mr. Tin. Winner X nếu trong tỉnh Long An á, thì là 35 tháng lễ thông thường. ABS là 40, còn ngoài tỉnh Long An á, thì 37 tháng lễ thông thường, 42 là ABS. Tặng một cái điện thoại Samsung A13 hoặc là Bluetooth kèm theo cái nốt full face. AB160 đặc biệt 61, AB160 tiêu chuẩn 60, AB125 tiêu chuẩn 438, AB125 đặc biệt 46, đã bao gồm VAT. SH More CBS 71, có vi sành cao cấp màu xanh luôn nha. RFX từ 21.8 cho tới 24.8. Quay Alpha 18.9 được Honda tặng 800k. Quay Blade từ 19.4 cho tới 21.9 được Honda tặng 800k. SH125 ABS 88, CBS 81. SH150 CBS 101, ABS 118. Xe ly hết xe tuần sau có xe báo. Super Cup tùy theo màu, cần tư vấn nhấn vào đây. CBR 150R 71 tới 72 rưỡi. SH350 Y 160 tới 165. Vario của Nhi không bán. Nissan Chia Rider quay Thái. Nói chung là không liên quan những xe nãy giờ là không có bán. Rồi anh em nào có nhu cầu trả góp thì anh em lấy 30% nhân giá trị xe ra số tiền trả trước. Tất cả xe tin báo nãy giờ đã bao gồm thuế VAT. Giá Mr. Tin báo là tại thời điểm này, cần tư vấn nhấn vào đây có số điện thoại Mr. Tin, địa chỉ kinh doanh của Mr. Tin ở đây nha. Nếu thấy hay nhớ follow và chia sẻ. Ở cuộc đời này nó nhiều cái lạ lắm. Lúc trước á, Phu chờ giá cao bốn mấy thì nói là có khách điện luôn. Lúc trước á, nó lại ha, xe Phu chờ bốn mươi mấy thì chê mắt chê mèo, nói là đại lý ăn lời cắt cổ, đại lý hút máu khách hàng này nọ kia. Giờ chỗ Mr. Tin vì anh em hạ Phu chờ bằng giá đề xuất, nó thẳng ra tháng 7 âm lịch nên hạ giá xuống. Cái thứ hai nữa xe về nhiều nên Mr. Tin hạ giá, ok, để hỗ trợ cho anh em có thể mua xe được một giá rẻ, thì lại nói là chuẩn bị ra phiên chợ 150. Bởi sống như thế nào để vừa lòng các bạn thì Tin cũng không biết luôn nữa. Thì bởi Tin khẳng định luôn một lần nè, giờ tới cuối năm hoặc qua năm sau luôn đi chăng nữa cũng chả có chiếc phiên chợ 150 nào ra hết á nha, nó khẳng định luôn. Tin không tin tùy nha. Ok, đây có một bạn gắn thẻ Mr. Tin vào một clip này của một cái anh Tin nghĩ là anh thợ sửa xe ở Đồng Tháp. Anh nói mà các lỗi của phu chờ mới giờ cùng xem nhé. Bắn 5-10 cây 20 cây là bắt đầu đàn nó kêu dữ, thằng kêu lắm, bắt đầu đàn nó ghè tới gõ mày nhức đầu luôn. Nhưng mình về hãng nè, tất nhiên là hãng không đã làm gì thì mình không biết, nhưng mà bộ nhưng mình dễ đi cực kỳ là kêu, anh em đi về là nó kêu cực kỳ, chưa gỡ luôn nghe. Phụ này phụ hãng nè, là xe zin của hãng đó, đi cực kỳ là nó sốc. Anh em đi dưới gà nhẹ thôi làm cái bùm rít cho anh chạy luôn. Cái bộ máy này nè, anh em mở ra, mới mua về anh em làm luôn, mở ra luôn. Anh em thay lại cái bộ hoa càng của chiếc Neo đời 206, gắp cho lại là tôi bảo đảm anh em chạy rất ok. Xem rồi ha, những cái lỗi mà anh thợ đó anh nói á thì có, thật sự là có ha. Nhưng mà 1.000-2.000 xe sản xuất ra, 10.000 xe sản xuất ra thì có thể là 5-10 xe gì nó bị rơi vào những tình trạng lỗi đó. Xe nào cũng vậy thôi, không phải riêng gì hơn, xe nào tôi nghĩ là cũng vậy.
Yasuo, SYM hay gì, ngay cả xe hơi còn bị lỗi mà. Nhưng nếu mà bị lỗi như vậy thì xử lý như thế nào nha, quan trọng cái đó mới là quan trọng nha. Là cái đầu này nè, nổ này nè ha, thì chạy đường tưng lắm nó mới kêu. Cái này nó thật sự là thật lòng và ít xe kêu lắm, ngắt gì mà sao mà kêu được nha. Nhưng mà đường tưng quá kêu thì sao, cứ đem vào hãng người ta rà keo lại là đảm bảo hết kêu. Ok, anh đó anh nói cái phụ này cực kỳ sốc. Sốc là như thế nào? Chắc chạy ổ gà, ổ trâu, ổ voi mới sốc quá. Nói bạn, ai đã từng chạy xe phụ này xin cho ý kiến. Phụ sốc hay không sốc á là do cái đường mình chạy. Thử coi chạy đường nhựa coi nó có bị sốc không, hay là chỉ chạy đường đá đỏ, đường ổ voi, ổ gà nó mới sốc. Nói là nhông sinh dĩa này kêu, bình thường là chắc chắn thì chắc chắn 100% là nó không kêu rồi. Nhưng mà trường hợp lỡ nó kêu thì sao, thì cứ đem vào hãng. Nếu trường hợp kêu lỗi do nhà sản xuất, chắc chắn 100% sẽ được bảo hành cái mới. Động cơ này kêu chắc chắn không bao giờ có chuyện kêu. 1000 xe sản xuất ra thì cũng có thể là 1-2 xe nó có thể bị kêu. Nhưng nếu trường hợp xe bị kêu nha, thì cứ đem ra hãng, người ta kiểm tra. Nếu mà lỗi do bất kỳ cái gì trong đây mà làm cho cái động cơ bị kêu thì chắc chắn sẽ bảo hành cái mới. Đó là như là phụ nhông sinh dĩa máy kêu là có được bảo hành không em? Dạ có chứ anh. Được bảo hành hết đúng không? Được bảo hành hết bình thường. Nếu mà trường hợp kêu cứ đem vô hãng là bảo hành là thay cho cái mới, nếu trường hợp lỗi cho nhà sản xuất. Đúng rồi anh. Chắc chắn 100% đúng không? Chắc chắn 100%. Nếu mà chỗ khác không bảo hành đem lại em bảo hành cho khách được không? Em bảo hành cho khách bình thường. Ok. Có một bạn gắn thẻ Mr. Tin vào cái clip này thì cùng xem với Mr. Tin nha. Hôm nay mình quay cái video này cho anh em thấy nha. Đây là xe hãng nha. Mình mua 3 chiếc nha. 36 chìa khóa nha. Xe hãng Honda nè. Em xem nè. Chìa khóa này mở lên đúng không? Chìa này mở lên đúng không? Không nói nha. Không nói nha. Đặt tiền để đây nha. Để tiếp tục mấy ngày chìa khác nha. Bật vô nha. Đó, bỏ bật được cũng được. Đây. Ngay chìa này cũng xe kia nha nha. Chất lượng của hãng xe Honda đấy anh. Rồi Mr. Tin sẽ test cho các bạn coi có thực tế giống vậy hay không. Đây là chìa khóa của chiếc xe màu đỏ phu chờ luôn nha. Chìa khóa của xe phu chờ màu xanh. Chìa khóa của xe phu chờ màu trắng. Bạn đã test 3 cái, tôi cũng test 3 cái. Này là màu trắng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Và đây là chìa khóa riêng của chiếc màu xám nhám. Tôi bật chiếc của nó lên. Cái này, ok ha. Đây, đưa cho bé Nhi giữ. Rồi, giờ tôi sẽ lấy cái chìa khóa của chiếc màu đỏ này. Đây nha. Tôi sẽ đốt vào. Và hoàn toàn không mở được nha. Không mở được là tôi dặn hết sức luôn nè. Ok. Tiếp theo đó, tôi lấy cái chìa khóa của chiếc màu xanh dương này. Đốt vào. Hoàn toàn không mở được luôn nha. Cứng ngắc nè. Và tiếp đó, tôi lấy chiếc chìa khóa của chiếc màu trắng này. Đốt vào. Hoàn toàn không mở được nha. Ok. Tôi nâng cao cái thử nghiệm luôn, tôi lấy cái chìa khóa của chiếc Way Alpha. Tiếp theo đó tôi lấy chiếc chìa khóa của chiếc Way Black. Đây là chiếc Way Alpha, đây là chiếc Way Black. Tôi đốt chiếc Way Alpha vào. Đây, đốt vào. Nè, đốt vào nè. Cứng ngắt nha. Đây, tôi lấy chiếc chìa khóa của chiếc Way Black, tôi đốt vào. Cứng ngắt nha. Ok. Đây, Way Alpha, Way Black, phu đỏ, phu xanh, phu trắng. Và tôi lấy lại chiếc chìa khóa riêng của nó. Đây, tôi đốt vào. Và tôi mở bình thường. Ok nha. Ok, Mr. Tin đã test rõ ràng nha. Hoàn toàn không giống vậy. Mình không biết bạn này làm cái clip này có ý đồ gì thì mình không biết nha. Chứ mình test cho mọi người, tự mọi người nhận định nha. Rồi, anh em nào mà thấy ở trên mạng có những cái clip liên quan về xe máy á, thì cứ gắn thẻ Mr. Tin vào, Mr. Tin sẽ giải thích và hướng dẫn cho anh em nha. Ok. Tẩy chai hơn rồi, rẻ cũng không mua. Thôi năn nỉ mua đi mà. Thôi đừng tẩy chai nữa, tội nghiệp nha. Rẻ rồi đó. Giống như Vision và bằng giá đề xuất rồi đó, rẻ rồi đó. Mua đi tội nghiệp. Em không mua tội nghiệp mấy đứa này lắm. Tháng này nó đói, tháng rồi nó đói meo đâu rồi, tháng rồi đói lắm đúng không? Đó. Là ăn cháo không, tháng rồi là ăn cháo không đúng không? Tháng này vi sành xuống giá đề xuất rồi, nhắm ăn cơm nổi không? Chắc ăn mì hả? Hết ăn cháo ăn mì hả? Thôi mua đi mà, giận dỗi cái gì, giờ xe tới bằng giá đề xuất rồi kìa. Nha, mua nha.
Nếu mà mua thì nhắn vào đây có số điện thoại anh nè, à, địa chỉ kinh doanh anh đây, ủng hộ anh nha, nha. Giận ai thì giận, đừng mua chỗ khác. Tại nói chung là đừng mua chỗ khác, mua chỗ Mr. Tin thôi, nha, nha.